là con phải về, mẹ khóc, ba khóc nè, con ở đâu chú Hải ra rước về đón về. Con sao chú Hải, con đặt xe rồi. Đặt xe là ở đâu? Con ở đâu? Xa lắm. Xa là ở đâu? Con đặt xe chiều con về. Thôi chiều về là xa là ở đâu? Mai tới á. Mai tới xe rồi. Con ở đâu? Mẹ khóc, ba khóc, từ đi từ ở quê nhà đến gặp chú Hải ha. Ai mà chứ chấp con là con vừa dính pháp luật, chú Hải nói thật luôn. Ai mà chưa chấp con là dính pháp luật, chú Hải nói. Con nghe chú ơi, con đặt vé xe rồi, có gì mai Nhi mới về tới chú ơi. Con ở đâu? Bé ở đâu? Dạ? Bé đang ở đâu? Tụi con tú ở ngoài Hà Nội đó. Hà Nội làm gì? Xíu nữa tụi con lên máy bay rồi mai tụi con mới về tới. Bây giờ con cho vị trí đi là chú biết à. Con cho vị trí chú biết, con cho vị trí đi. Làm sao con tùy tí rồi chú Hải mới không. Thôi con đang tốt ở ngoài Hà Nội lắm á. Chú ra được không? Được. Nếu chú ra được thì chú được. Ra rước bé Nhi về giùm con. Được. Ờ. Được. Ờ, để con gửi định vị cho nha. Định vị rồi, định vị Zalo á. Định vị Zalo á. Định vị Zalo chú ra rước. Dạ chưa rồi. Chưa phải ai mà chưa chấp là dính pháp luật, chú Hải nói thẳng vậy á. Dạ. Chú Hải nói thẳng là bây giờ đưa vị trí chú ra, chú rước liền, chú bay ra liền. Chú bay ra liền. Mẹ khóc. Dạ. Mẹ xỉu ở đây nè. Dạ. Mẹ khóc mẹ xỉu đây, biết không? Con biết không? Dạ. Bây giờ cho chú Hải cái vị trí Zalo, chú Hải bay ra liền. Dạ. Để cho vị trí đi. Vị trí chú Hải bay đi. Con có đem căn cước công dân không?